Xem ngày lấy xe ô tô về. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Từ hôm nay, nhân một cái nữ mệnh chủ, nhờ Quảng Tòng xem ngày để lấy xe ô tô về trong tháng 2 năm 2022. Cho nên, sẵn dịp thì Quảng Tòng làm cái video để quý anh chị em có thể xem, tham khảo và có thể tự lựa chọn cho mình một ngày mà không cần phải thông qua Quảng Tòng. Sau đây, xin mời quý anh chị em cùng tham khảo với Quảng Tòng nhé. Mệnh chủ là nữ Mậu Thìn, sinh năm 1988, ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc. Với Đại Lâm Mộc thì chúng ta nên khuyên chọn xe màu đen là phụ mẫu, màu trắng là quan và màu vàng, vàng đồng, vàng đất là màu của tài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem ngày lấy xe ô tô về trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Thì Quảng Tòng đã chuẩn bị sẵn một cuốn lịch, thì mời quý anh chị em cùng xem. Thì trong cái ngày 2 tháng 2, trong cái tháng 2 âm lịch, thì ngày hôm nay vẫn còn tháng dần, chúng ta có thể lướt qua. Như vậy là qua ngày 3 Tây là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Ngày mùng 1 là ngày Ất Mão, tháng Mão, thì mà mệnh chủ là Thìn, Thìn với Mão thì hại nhau, cho nên ngày này chúng ta cũng không dùng được cho nữ mệnh chủ tuổi Thìn. Chúng ta sẽ lướt qua. Tiếp theo chúng ta sẽ qua tới ngày Bính Thìn. Ngày Bính Thìn thì lại là ngày Thìn với Thìn thì lại hình nhau, cho nên ngày hôm nay là hình với lại mệnh chủ nên chúng ta cũng không dùng được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày Đinh Tỵ. Mậu Thìn, Mậu thì lộc tại Tỵ, cho nên ngày Đinh Tỵ này là ngày lộc của tuổi Mậu Thìn, đặc biệt là nhằm ngày trực bình, là một ngày tốt mọi việc. Do đó chúng ta quyết định chọn ngày này để cho chị lấy xe ô tô về. Nhằm ngày thứ bảy nữa là quá đẹp luôn. Đó là ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Tỵ lộc trực bình, tốt mọi việc. Chỉ cần được một ngày như vậy là quá đẹp rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ chọn thêm một hoặc hai ngày nữa để cho chị có nhiều cái sự lựa chọn. Thì sau ngày Tỵ thì sẽ là đến ngày Ngọ. Ngày Mậu Ngọ, ngày Ngọ trong cái tam hợp dần Ngọ Tuất trong năm nay cũng là một ngày tốt, cũng không có ảnh hưởng gì tới tuổi Thìn. Cũng là một ngày trực bình nữa, cũng là một ngày rất tốt. Do đó chúng ta sẽ chọn tiếp là ngày 6 Tây, tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 4 Tây, tháng 4, mùng 4 tháng 2 âm lịch, ngày Mậu Ngọ cũng là trực bình, tốt mọi việc. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn thêm một ngày nữa. Ngày Mùi. Ngày Mùi thì trong cái lá số tử vi 12 con giáp thì ngày Mùi, tuổi Mùi năm nay cũng là một cái tuổi tốt. Trực định, tốt cho vấn đề cầu tài, ký hợp đồng. Vị trí chúng ta sẽ chọn thêm ngày Kỷ Mùi. Nhưng mà thường thường là chúng ta thường hay quan niệm dân gian là ngày mùng 5, 14, 23. Đi chơi cũng thiệt, huống lại đi buôn. Cho nên chúng ta có thể lướt qua, cũng không nên chọn ngày này. Để tránh cho cái sự không hài lòng của anh chị em. Ngày Thân thì Thân Tí Thìn thì đang tam tai, nên thôi chúng ta có thể lướt qua được thì chúng ta lướt qua luôn. Ngày Dậu, ngày Dậu thì
nhằm ngày trực phá, Thìn Dậu nhị hợp nhưng mà nhằm ngày trực phá, phá dở, phá bỏ. Ngày Tuất thì Thìn với Tuất là xung. Ngày Hợi, ngày Hợi là trực thành, là một ngày quá tốt, là ngày mùng 9 luôn, tuyệt vời luôn. Ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Ngày trực thành, thành là mọi việc đều thành công. Nhằm ngày 9 tháng 2 âm lịch. Trực thành. Như vậy thì kính thưa quý anh chị em, thì chúng ta đã chọn được 3 ngày cho chị để chị có thể là dễ dàng sử dụng, dễ dàng coi nha, cân đối cái thời gian của mình. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu như lấy xe về có nên cúng không? Thì nếu như mà muốn cúng thì cúng vào trong cái thời điểm lấy xe hay là thời điểm có biển số, từ cái thời điểm nào mà chúng ta bắt đầu lăn bánh, bắt đầu di chuyển thì chúng ta sẽ cúng vào ngày đó. Còn nếu như mà không cúng thì cũng không sao. Còn nếu như quý anh chị em nào mà lo sợ thì chúng ta có thể cúng. Vậy cúng xe thì cúng như thế nào? Thì chúng ta sẽ có cúng hai mâm, tức là một mâm ở trong nhà, một mâm ngoài đường. Mâm trong nhà thì chúng ta sẽ thưa thần tài, thổ địa, tổ tiên, ông bà, của quyền giúp đỡ cho con đi đứng, đi an toàn, đi đến nơi và đến chốn. Cúng ở ngoài đường thì tức là cũng nhờ cô bác, anh chị ở khuất mặt, khuất mày và cũng phù hộ độ trì cho đi đứng, đi tới nơi về tới chốn được an toàn. Rồi sau khi cúng xong thì đặc biệt là những cô bác ở ngoài đường thì chúng ta sẽ mời họ ai về nhà đấy, chỗ nào về chỗ đó để tránh cái chuyện mà người ta lảng vảng ở trước nhà của mình. Về vấn đề cúng thì cúng là cúng cái gì thì tùy. Nếu như chúng ta có điều kiện, có thời gian thì có thể chúng ta cúng mặn. Còn nếu không thì chúng ta cúng về hoa quả, trái cây. Nếu như mà cúng mặn thì cũng nên mua ở ngoài, mua vịt quay, gà quay hoặc là thịt heo quay, thịt luộc ở ngoài, chứ đừng có giết mổ mà làm gây nên cái sát nghiệp. Dù sao thì ở ngoài thì nó cũng đã chết sẵn rồi, người ta làm sẵn. Về cơ bản thì bông hoa, trái cây cộng với giấy tiền vàng bạc thì chắc chắn là phải có giấy tiền vàng bạc. Nhưng mà có một ít thôi chứ đừng có quá nhiều. Quá nhiều thì đâm ra gọi là hoang phí. Như vậy là Quảng Tòng đã xem xong cái ngày, ba cái ngày cho chị Mậu Thìn Đại Lâm Mộc này. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc hoặc là muốn xem ngày thì xin vui lòng comment đặt câu hỏi thì Quảng Tòng sẽ trả lời. Xin chào và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Xin chào quý anh chị em.